Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Hải Chiều Xe Tải. Lần đầu tiên em xin chúc tất cả các bác tài một ngày làm việc thật là vui vẻ và rất là nhiều là may mắn. Đây, trước mặt em đây là một con xe xe tải van 2 chỗ SMM đây, đời 2020-2021. Thì con này á là được một bác tài yêu cầu em á là mua con xe này và đổi màu sơn. Đây, màu sơn trước mặt ấy, anh em đây là màu kem đất nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại á, con này á, xe thùng của nhỏ nó là tầm là khoảng là 264 triệu, giá xe thùng chưa tính giấy tờ, và nếu mà sơn màu theo yêu cầu của anh em á thì sẽ khoảng mất thêm là 3 triệu nữa. Đây chữ SRM nè, màu đỏ rất là đẹp. Thì con này á là hiện tại là nó đã chuyển giao cho nhà máy Cineray nha, SRM nha. Hồi xưa nó là Đông Ben nhưng mà giờ là nó là của SRM. Nói chung á là thiết kế nó không thay đổi. Đây, cũng đèn nè. Đó, đèn cầu halogen nè. Đó, đèn xương mờ. Nói chung là con này nói chung là tất cả nó không thay đổi, và được cái là nó có thêm tính năng mới cho xe. Đây, hiện tại á thì á con này á là sử dụng là Euro 4 này, động cơ 1.5 lít, lớp là lớp Kasumina 175R13C. Đó, rất là đẹp luôn. Thì con này giúp anh em á lưu thông trong thành phố là 24/24, không sợ tắc cấm tại cấm giờ. Đó. Đây. Tiếp theo đây, đây là thùng xe. Rất là đẹp luôn. Sàn nè. Dập lá me nè, sàn inox 304, sàn inox tốt xịn cho anh em nha. Đó. Đây, một cái lớp nè cho anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Như màu sơn của xe luôn. Thì á, con này á bên em đang hỗ trợ ngân hàng cho bác tài là tầm khoảng là 7-80 triệu là có thể nhận xe. Thì giấy tờ bao trả góp bao gồm là nè, hộ khẩu nè, chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Đây, đằng sau này rất là đẹp luôn. Đó, không, nói chung là nó sẽ không thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi là dòng chữ SRM này thôi. Đó, xưa là logo Đông Ben, bây giờ là logo SRM. Đèn nè, xi nhan rất là đẹp luôn. Đó. Đây, đây là đây, tính năng của nó là camera dê nè. Đó ha. Đây nè, những cái nốt này là cảm biến. Cảm biến cho anh em. Thì nói chung là trong khoảng phạm vi là khoảng tầm là 1 mét á, là nói chung là có chướng ngại vật là nó sẽ báo cho anh em nha. Đó. Thì nói chung là con này á được cái là nó có là hai loại là van 2 chỗ và van 5 chỗ. Rất là đẹp luôn. Đó. Đó. Thùng nè. Rất là đẹp luôn. Thì con này á là chiều ngang là 1m4 và chiều cao là 1m3. Nói chung là anh em á có muốn á biết rõ thông tin chi tiết về con này á thì có liên hệ số điện thoại em để bên dưới phần mô tả, có liên hệ cho em, để bởi vì là hiện tại là con này đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả các anh em tài xế nha. Thì đó, đây tiếp theo là em xin giới thiệu lên cabin, mình giới thiệu phần nội thất xe. Đây, nội thất xe là ghế nè, nỉ 2 chỗ. Thì con này á là em đang ước tính là ngày mai là bấm số cho anh tài xế đó, nhưng mà vì bởi vì là có là bọc ghế da theo xe nên là em phải để lại đây một ngày để em bọc ghế da nè 4D cho anh đó, và sẽ dự kiến là sẽ là tầm ngày mai bấm số và sẽ giao xe cho anh đó. Bởi vì xe này nói chung là cái thùng hàng này là con này 2 chỗ, là con này chở, nói chung là chở hàng là như anh nói là chở hàng loa nên là chở rất là nhiều hàng, tại vì con này nó có hai loại là van 2 chỗ và van 5 chỗ đó anh em. Đây, tiếp theo. Đây, vô lăng này. Đó, vô lăng xe. Đó, rất là đẹp luôn nè. Có chữ SRM nè. Đẹp lắm, rất là nhìn rất là hợp hổ luôn. Nói chung là anh em mà tìm hiểu con này rồi thì đó, chỉ thay đổi là chữ SRM thôi.
về đồng hồ nè, km thôi. Rất là đẹp nha, thấy không? Nói chung là kính chỉnh điện các kiểu, nói chung là cứ đời 28 độ lên á là đã sử dụng kính chỉnh điện hết rồi nha anh em. Không có là xài kính quay nữa. Đó hộp số nè, 5 tiếng và một lùi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đồng hồ cảm ứng luôn nè, đó. Cái option tiếp theo của xe nè, đó là đồng hồ cảm ứng. GPS card nè, GPS nè. Nói chung là âm lượng nè. Đây với lại phần nội thất xe nè, đây, cái phần này nè. Đó, nó gọi là nhà máy Cinerai á, người ta á thiết kế á cho nó nhìn nó rất là hầm hố luôn nè. Nó giả vân gỗ nè, nhìn rất là đẹp luôn. Thấy không? Nói chung là hiện tại là con này nói chung là gọi là về option là nó hiện tại là số 1 á. Đây, tiếp theo nè. Đây màn hình nè, dê nè. Tại vì á là này em có mở cái cốp đằng sau lên á nên nhìn nó chỉ lên trời á, đó. Đó, thì nói chung đó là anh em muốn mua một con xe có thể chạy trong thành phố không sợ bị cấm tải cấm giờ nè. Chở rất nhiều người để mình vận chuyển hàng hóa thì đây đầu xe tải van của nhà máy Cinerai nè. Đó, nói chung là giúp anh em là khắc phục được những cái tình trạng đó. Hiện tại là con này nó có rất là nhiều ưu đãi. Thứ nhất là khuyến mại 50% trước bạ cho anh em nè, bọc ghế dây cho anh em, camera dê nè, cảm biến dê, màn hình cảm ứng theo xe hết cho anh em. Nói chung là chỉ cần là 264 triệu xe thùng và khoảng một số tiền để làm giấy tờ nữa thôi. Thôi lời cuối em xin á, dừng clip ở đây. Anh em á, quý em á thì cho em một like và một đăng ký kênh, nói chung là để em phát triển thêm trên cái lĩnh vực xe tải này. Thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở clip tiếp theo.